Chào các bạn, các bạn cứ ăn đậu phụ thì không lo gì bệnh tật gì cả. Phòng ngừa ung thư hay tiểu đường hay thận các bạn nhé, đều không lo gì cả. Khi chúng ta sử dụng đậu phụ thường xuyên sẽ làm cho cơ thể của chúng ta rất là tốt, khỏe mạnh, sống lâu, sống thọ mà các bạn có được một trái tim khỏe mạnh nhé. Các bạn biết rằng đậu phụ là một trong những món ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam. Đậu phụ chẳng kém gì những món sơn hào hải vị cả, mà nó lại còn dễ mua, dễ làm, dễ nấu mà ăn lại rất là ngon. Trong đậu phụ thì nó cung cấp cho chúng ta một lượng nhỏ thiamin hay là riboflavin nhé, hay là niacin, vitamin B6, choline, mangan, selenium hay là kali, kẽm, sắt, magie, canxi, protein, phosphor và chất béo carbon hydrate các bạn nhé. Nó còn là một nguồn cung cấp cho chúng ta tất cả các món loại axit amin thiết yếu cho chế độ ăn uống, và nó còn cung cấp cho chúng ta một lượng omega 3 các bạn ạ. Các bạn biết rằng omega 3 là một trong những chất rất là tốt cho sức khỏe tim mạch mạch. Ăn đậu phụ thường xuyên các bạn sẽ nhận được những lợi ích gì? Nó giúp chúng ta ngăn ngừa các bệnh về tim mạch các bạn nhé. Với các chất như isoflavin hay là trong có trong đậu phụ có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu các bạn ạ, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hay giảm nguy cơ xơ vỡ động mạch, huyết áp cao thì chúng ta có thể sử dụng đậu phụ này ạ. Nó còn giảm nguy cơ về các bệnh như ung thư các bạn nhé. Trong đậu phụ nó có chức năng chống oxy hóa, giúp chúng ta điều chỉnh được sự này thì ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, giúp cho nó không phát triển được hoặc là nó sẽ bị tiêu diệt giảm dần các cái mức nhé. Cho nên chúng ta có thể bổ sung thực phẩm này trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều, nhưng mà tuần chúng ta có thể ăn vài bữa thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh ạ. Ngoài ra trong đậu phụ còn giúp chúng ta có khả năng phòng chống bệnh tiểu đường tuyết 2 nhé. Với hàm lượng đạm thực vật dồi dào bên trong đậu lành, nên thói quen ăn đậu phụ điều độ thì sẽ giảm mang đến cho chúng ta những lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt đối với bệnh nhân bị tiểu đường tuyết 2 các bạn ạ. Còn cải thiện chức năng thận các bạn ạ. Đậu phụ có chứa nhiều chất như protein có khả năng giảm nồng độ lipid trong máu. Do đó đậu phụ có tác dụng tích cực với những người mắc bệnh về mãn tính, bệnh thận mãn tính nhé ạ. Chúng ta có thể bổ sung trong thực đơn của chúng ta nhé. Ngoài ra đậu phụ còn giúp cho xương của chúng ta chắc khỏe hơn một chất, đó là isoflavone. Trong đậu phụ có thể giúp bạn giúp tăng mật độ khoáng chất khoáng trong xương, đặc biệt là sau khi cái thời kỳ của chị em phụ nữ tiền mãn kinh các bạn ạ. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm tình trạng loãng xương do tuổi tác già đi, hay là khi sức khỏe yếu kém đi, chúng ta xương của chúng ta sẽ bị thoái hóa, không tái tạo được như trẻ nhỏ hay người trưởng thành các bạn nhé, đang trong độ tuổi trưởng thành ấy. Cho nên chúng ta có thể bổ sung trong thực đơn ạ. Ngoài ra nó còn giúp chúng ta ngừa tổn thương gan, đặc biệt đối với những người có thể giúp ngừa tổn thương gan do các gốc tự do gây ra sẽ làm gan của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có thể dùng đậu phụ. Các bạn có thể chế biến thành các món ăn như là đậu phụ hấp tôm, đậu phụ hấp thịt băm, đậu phụ sốt dầu hào, hay là đậu phụ rán, đậu phụ lướt ván, hay đậu phụ nấu canh, đậu phụ xào với các loại thực phẩm khác các bạn ạ. Hoặc các bạn có thể làm chả đậu phụ, hoặc là mình nấu những món ăn thanh đạm như đậu canh đậu phụ cà chua, đậu phụ luộc cũng rất là ngon nhé. Hôm nay mình sẽ làm đậu phụ lướt ván để ăn cho ngày hè nó mát mẻ ạ. Mình cho cái chảo lên bếp và các bạn cho mình dầu vào nhé.
với những lợi ích mà đậu phụ mang lại thì chúng ta có thể bổ sung cho thịt đơn và còn giúp cho cơ thể của chúng ta ngày một khỏe mạnh nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Trong đậu phụ còn có chất phytochloren và gentian nhé, có khả năng giúp chúng ta đối phó với các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa các bạn nhé. Cái thời kỳ mãn kinh của những bà mẹ, chị em phụ nữ tầm 50 tuổi ấy, sẽ hay có những cơn bốc hỏa nóng trong cơ thể các bạn nhé. Thì trong đậu phụ này sẽ giúp chúng ta giảm được tình trạng bốc hỏa. Đậu phụ còn ngăn ngừa các bệnh về não nhé. Ăn đậu phụ sẽ giúp cải thiện rối loạn tâm thần, cải thiện trí nhớ hay là khả năng tập trung tốt hơn nhé. Tốc độ xử lý và chức năng tổng thể của một số người lớn ấy, sẽ bị giảm, cho nên là khi chúng ta ăn thực phẩm này sẽ tốt cho trí não của chúng ta các bạn ạ. Mình làm đậu ướp ván nên là mình chỉ cần nó vàng lên một chút các bạn nhé. Ăn đậu như thế này rất là mềm và không bị ngấy nhé. Với đậu là một thực phẩm rất là quan trọng mà lại rẻ, dễ mua, dễ chế biến thành các món ăn đa dạng và chúng ta có thể bổ sung cho cơ thể sức khỏe rất là dồi dào và phòng ngừa được một số bệnh tật, tránh được những tình trạng như mình đã nói ở trên ấy. Các bạn có thể làm trong cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Với nguồn vitamin dồi dào và các loại khoáng chất tốt cho cơ thể, cho nên chúng ta có thể là có những món ăn mà từ đậu phụ mà chế biến ra nhé. Với đậu nước ván này các bạn có thể chấm với tương ớt hay là mình có thể chấm mắm chấm tỏi ớt nhé. Với ngày hè chúng ta có thể làm món này để cho ông xã có thể dùng bia để uống nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng và lại có một sức khỏe tốt ạ.